định song ca cặp đôi vàng 2019 chính thức bước vào đêm thi thứ 10 với chủ đề Hồi ức. Hồi ức thì ai cũng có hết, đã là hồi ức thì bao giờ cũng nhớ, cho mình rất là nhiều cảm xúc. Ai gieo nhớ thương, ai thương em rồi. Ai quên duyên phận, ai buồn mình nên ngồi nhớ ai. Thương con, nhớ con rất nhiều, lòng mẹ càng buồn bấy. Những cảm xúc dâng trào trong từng giai điệu, tất cả sẽ tạo nên dư vị riêng biệt của đêm nhạc tối nay. Hãy cùng chào đón sự trở lại của MC Nguyên Khang. Nguyên Khang xin gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng. Thưa quý vị, chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Và hôm nay đến với chủ đề về hồi ức. Nhưng trước khi mà chúng ta gặp gỡ các cặp đôi, chúng ta sẽ cùng chào đón những vị giám khảo rất là đáng yêu của chương trình. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của ba vị giám khảo. Hãy cùng chào đón nhạc sĩ Minh Vy, ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Hồng Vân. Em nghe đồn là bây giờ có Nhật Kiều quay trở về đây. Việt Kiều người Nhật phải không? Người Việt sống ở Nhật. À là ông Nam Nội Tâm đó hả? Ông Nam Nội Tâm đi luôn với Minh Sù rồi. Thưa quý vị, sau một thời gian qua Nhật để luyện giọng, Tìm thí sinh cho năm sau, thì anh ấy đã quay trở về và dẫn theo một gương mặt rất tiềm năng. Cùng với anh ấy sẽ trở thành một cặp đôi của Tuyệt đỉnh song ca mùa tiếp theo của chúng ta. Hãy cùng chào đón cặp đôi đạo diễn ngoài Nhật Nam và MC Minh Sù. Hey. Arigato. Watashi wa kan desu. Hey. Hey. Ủa gì đó thôi hả? Arigato gozaimasu. Oh, ok. Quý vị ơi, tôi có một cái chuyến công tác ở Nhật Bản. Trong thời gian đó thì cũng rất là nhớ nhung những người anh chị, những người đồng nghiệp, những người em của mình ở cặp đôi vàng. Và tôi cũng được biết là mọi người nói đằng sau tôi rất là nhiều điều không hay. Rất là nhiều điều không hay. Cái này là mình nói xấu luôn chứ mình không nói có nói đằng sau. Nói trước mặt luôn phải không chị? Nói trước mặt, nói trước máy luôn. Thưa quý vị, về cái chủ đề hồi ức thì cho phép em trân trọng muốn hỏi bốn vị giám khảo của chúng ta là các vị nghĩ như thế nào về chủ đề ngày hôm nay dành cho các thí sinh. Đầu tiên là Nguyên Khang xin hỏi chị Cẩm Ly. Hồi ức thì ai cũng có hết. Chủ đề về hồi ức thì chắc có lẽ là nó sẽ cho mình rất là nhiều cảm xúc để mà mình diễn trong cái tác phẩm, cái ca khúc của mình. Chắc chắn rồi thưa quý vị. Những tập trước có những câu chuyện đã khiến cho giám khảo Hoàng Nhật Nam của chúng ta thấy đâu đó câu chuyện của mình và họ đã người đàn ông đó lần đầu rơi lệ trên sân khấu. Dạ không anh ạ. Với cái chủ đề tuần này thì anh Nam chỉ có một chữ thôi là hồi ức đúng không ạ? Chủ đề anh Nam chỉ có cá hồi với em thôi. Dạ, xin mời bốn giám khảo về vị trí của mình ạ. Rất nhiều. Yeah. Ngày hôm nay thì có một điều rất là vui chia sẻ với quý vị là số điểm của bốn cặp đôi á Sù. Không có loại cặp đôi nào trong đêm nay mà mình sẽ cộng dồn cho cái đêm thi tiếp theo, đêm bán kết. Và như vậy là sẽ chia tay một cặp đôi. Cho nên mới thấy là các cặp đôi cần phải cố gắng hết mình với những vòng thi đấu của tuần này. Và chúc cho những cặp đôi của chúng ta sẽ thực sự tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay. Một tràng hốt tay cho họ được không ạ? Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề hồi ức và cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Dọn cho
rồi nắng càng khô. Mình nên sớm khuya nuôi mẹ già. Em nào một câu than thơ, thương lắm chỉ có mình thôi. Lời ru ngày nào thương nhau nhớ nhau hay đợi nhau. Còn em luống rau vườn cao. Lời ru ngày nào nắng mưa đã phải còn nhau. Mình ơi thương lắm, rằng mai mốt anh sẽ về thăm. Đi đâu nữa hả? Thiệt luôn á. Em nói nghe nè, không mấy mình đừng đi được không? Giờ đi nữa. Thiệt luôn. Tôi biết vậy, hồi xưa tôi không có lấy mấy người đâu. Người gì đâu mà đi hoài à. Hồi xưa ổng từ miền Bắc vô, thấy người cũng ngộ ngộ, cái giọng nói thì cũng lạ lạ, mà được cái là siêng năng cần cù lắm. Cái đi về tôi nói với má, má ơi cho con cưới anh này đi. Mê trai. Cái gì nổ chọc người ta hoài à. Thì tôi mê trai đó, tôi mê trai, tôi mê mấy người chứ đâu như mấy người đâu mê tôi. Ủa thế con mê mình tôi mê ai? Thì mê mấy người ngoài kia kìa, suốt ngày lo chuyện bao đồng, giúp hết người này giúp hết người kia, có bao giờ quan tâm với tôi đâu. Thì tôi là đàn ông khỏe mạnh trong làng, tôi phải ra giúp mọi người chứ. Thì cũng biết là vậy rồi, nhưng mà vừa vừa phải phải thôi. Nè tặng nè, đừng có giận nha. Mỗi lần giận cái tặng quà. Ủa mà tặng gì không tặng, sao tặng cái khăn? Ủa tôi mắc mớ chứ không tặng khăn trời. Không nghe ông bà ta nói hả? Tặng khăn là chia tay đó. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm trời, tặng khăn sao lại chia tay được? Nói chung là không có nói chuyện với mấy người. Nhưng mà giờ phải đi đúng không? Ừ tôi phải đi rồi. Mạnh. Sao nữa? Trước khi đi á. Sao đấy? Ngại. Trước khi đi á, mình làm sao? Hát cho nghe đi. Được mà. Hát ru quá mới ngủ được, chứ ở nhà mình ngủ không được. Tôi sẽ hát. Nhưng mà lần này khó hơn. Hát tiếng miền Nam đi. Tôi sợ tôi hát không có hay, nhưng mà tôi sẽ cố. Ủa, không cần biết, tôi thích là được. Được rồi, mình nằm đây thôi rồi mình ngủ nha. Nào, nằm đây đi. Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đời trông, bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để, chứ bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Mình ơi, mình ơi, mình đi đâu rồi? Sao mình nói em là mai mình về mà giờ mấy ngày rồi mình chưa về nữa. Hả? Mọi người có thấy chồng em đâu không? Chị em với đi. Đi ra ngoài đi. À, đi ra ngoài đi kiếm chồng. À. Thôi. Con dừng lại. Con nghe má nè. Con nghe má. Má đi, nào? Đi vô nhà. Má nè, má của con lại đi vô nhà ngủ nha con. Thôi, tôi không có quen bà. Con à, bình tĩnh lại nghe má đi vô nhà ngủ. Con nhanh, má thương bà. Bà đó.
Bà là ai mà suốt ngày bắt tôi ở nhà hoài vậy? Tôi đi ra ngoài đây tôi kiếm chồng tôi kìa. Mấy ngày còn chưa về. Thầy, thầy nghe má còn tỉnh lại giùm má đi thầy. Tỉnh nghe má không được có đi ra ngoài đây. Thầy, thầy con chạy đi đâu vậy? Nghe má dừng lại. Thầy, thằng Nguyên chồng con nó bị lũ cuốn trôi đi lâu rồi. Cảm ơn và chúc mừng Như Thùy và Tại Đình Nguyên. Cảm ơn diễn viên Hồng Trang trong vai bà mẹ nha. Cảm ơn em. Một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục vừa rồi được không ạ? Hay quá. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của ban giám khảo như thế nào ạ? Chắc là mời chị Hồng Vân trước ạ. Xin mời ạ. Bây giờ vậy đi, em để cho cái người Nhật họ về họ nói trước đi. Là tại vì họ đã bỏ qua tới 3 số. Họ chưa biết là thí sinh của họ là tiến bộ tới cái mức như thế nào. Cho nên bữa nay là để cái người Nhật họ nói trước. Dạ.
Em cảm ơn chị Hồng Vân đã ưu ái cho em. Anh ấn tượng bởi Đình Nguyên á, thấy em rất là nhập vai trong cái tiết mục vừa rồi. Có một cái đoạn là để em diễn tả lại cái cảnh cuốn theo cái dòng lũ đó. Em có để ý là lúc bơi á, bơi nhiều kiểu lắm không? Bơi chó có, bơi sải có. Bơi ếch nữa. Bơi quá bơi. Trời ơi, chị Vân ơi, cái khúc đó là chết đuối mà chị. Cho nên là ổng vớ được cái gì là ổng bơi kiểu đó. Tí xíu nữa làm bơi kiểu thằng lằn rồi đó. Thì đó, ý nói là cái con người này á, là giống như là họ tả là cái cơn lũ nó quá lớn để mà không thể nào dùng các thể loại bơi đều không chống chọi được. Rồi cuối cùng là bị cuốn đi đó. Thấy thương là thương chỗ đó đó em. Em nói tiếp đi em. Thôi bây giờ em muốn nói về Đình Nguyên, em muốn nói về Như Thùy. Ôi trời ơi, em thay đổi nhanh quá đi. Dạ, vì cái phần nhận xét của Đình Nguyên đã bị cắt đứt khi chị nói đó rồi. Giỡn thôi. Về phần của Như Thùy, anh thích Thùy ở cái phần đầu vẫn thể hiện em rất là tiếu lâm, một cái cô vợ khôi hài chứ không phải là một cô vợ chỉ là dịu dàng thôi. Và đoạn sau thì em chuyển biến thành một cái tâm trạng của một cái người vợ bị điên á, tạo nên một cái bước ngoặt về tâm lý rất là lớn mà trong một tích tắc thôi đã thấy giống như là em đã là một cái con người hoàn toàn khác. Rất là xúc động khi với những cái tiếng khóc nấc hoặc là những cái tiếng cười của em. Nhưng mà anh chỉ ước là giá như những cái nghẹn ngào ở đoạn sau á, em có thể bình tĩnh hơn một chút xíu nào đó thôi, để những cái câu hát của em nó vẫn đông đầy. Nhưng mà dù sao thì anh vẫn rất thích tiết mục vừa rồi, mà hai em hoàn toàn lột xác rất rất là nhiều. Như vậy là quá nhiều lời khen. Sau cái thời gian là đi Nhật, anh về anh không nhận ra tụi em luôn. Anh Minh Vi, xin mời anh nhận xét. Thật ra câu chuyện này là gần như là có thật. Nguyên với mẹ Nguyên á, trong một cơn nước lũ ở sông Hồng về, thì Nguyên với mẹ Nguyên nó còn nhỏ, nó không có biết bơi. Và trên cái sông đó đó, thì bố của Nguyên ra cứu cứu vợ của con, rồi đứng ở dưới lòng sông á, đưa mẹ Nguyên với lại đứa nhỏ thở được, gọi là thở được chứ chưa, cái miệng ở trên để thở thôi. Rồi tới khi mà hai mẹ con vào trong rồi thì bố Nguyên mất. Mẹ con không biết bơi, sao để cho mẹ con đứng ở đây để ngẩng mặt ra khỏi mặt nước để thở. Mọi người quay mẹ con đưa đi viện, đến lúc cha con chuẩn bị đưa xuống huyệt để chôn thì lúc mẹ con mới được đưa tới viện về. Hôm nay thì là hai bạn làm rất là tốt rồi nha. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Tôi nghĩ là tiết mục này thật sự rất là ý nghĩa. Và khi mà chương trình phát sóng á, thì tôi nghĩ là khán giả sẽ rất là yêu mến bạn. Và thêm một điều nữa là mẹ của bạn chắc chắn là sẽ rất là cảm động khi xem cái tiết mục này. Coi như là một món quà gửi về Bắc cho mẹ ha. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn một lần nữa. Xin chúc mừng Tạ Đình Nguyên và Như Thùy. Cảm ơn mọi người. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Lâu đài thì anh đã có rồi. Mà từ hồi sáng đến giờ đi biết bao nhiêu tiệm mà không lựa cho em được một cái áo cưới nào nó ưng ý. Hy vọng là tiệm này sẽ có. Tiệm này mà mình không lựa được nữa, hay là mình khỏi cưới đi. Sao mà khỏi cưới? Bây giờ không có thì ngày mai mình sẽ đi tìm tiếp. Tìm khi nào mà em ưng ý thì thôi. Đây nè, anh thấy cái áo cưới này đẹp nè, rất là sang trọng, lại dễ thương nữa, anh thấy nó hợp với em. À rồi, anh sẽ lấy bộ vest này luôn. Lúc đó em sẽ là công chúa, còn anh sẽ là hoàng tử. Tất cả mọi người sẽ trầm trồ cho cặp đôi của chúng ta. Trang, em có nghe anh nói gì không? Em thích cái áo này hả? Em thấy cái áo này đẹp lắm. Nếu mà em thấy hợp thì anh sẽ mua cho em cái áo này, được chưa? Em cảm ơn anh, lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng chiều chuộng em hết. Bởi vì em là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất cuộc đời này mà. Xin lỗi quý khách, đã để quý khách đợi lâu. Không biết quý khách đã chọn được cho mình mẫu nào ưng ý chưa ? Tôi thấy vợ tôi thích cái áo dài này, cho nên là anh bán cho tôi cái áo đó nha. Chiếc áo này, xin lỗi anh, tôi không bán được. Không bán? Sao lại không bán? Anh Vũ. Trang, em quen anh ta hả? Em biết anh ta chứ. Anh ấy là nhà thiết kế Mr. Vũ, rất là nổi tiếng. Không ngờ hôm nay hai đứa mình lại đi đúng tiệm của anh Vũ. Vậy là trùng hợp, mà lại có duyên nữa. Thôi nếu như có duyên như vậy á, anh bán cái áo dài đó cho vợ tôi đi. Xin lỗi anh,
Chiếc áo này tôi không bán được, bởi vì đây là chiếc áo tôi làm ra để tặng cho người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất. Vậy tôi chúc mừng anh. Anh sắp lấy vợ hả? Chúng tôi đã chia tay rồi. Lỗi là do tôi. Tôi hứa là sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt cả cuộc đời, nhưng vì quá đam mê vào sự nghiệp mà tôi đã đánh mất đi tình yêu của mình. Đối với người đàn ông á, công danh sự nghiệp mới là quan trọng. Bởi vì có được những thứ đó, anh có thể bảo bọc, chở che cho người phụ nữ của mình được. Người phụ nữ ấy cũng sẽ thông cảm và sẽ hiểu và không bao giờ trách cứ anh. Trang, anh nói như vậy có đúng không? Nếu như em là người phụ nữ đó, em sẽ hiểu và tha thứ cho anh ta chứ. Thôi được rồi, anh ra ngoài một lát. Trời thương nhớ một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ, cả một đời lầm lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muôn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Còn một người bên em lúc này, còn một người đan những ngón tay, còn một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu đã xem nhau như có cuộc đời, yêu hình hiện thôi yêu mãi không rời, hãy ở bên nhau sẽ bước chung đôi cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như có cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hơi, để lại một đời vẫn chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đơn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần anh đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Em biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống ngào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đường em đi đó, con
đường em đi đó, con đường em theo đó. Có thành đôi lứa chắc gì một ra hỗ tay cho Trần Vũ và Thu Trang. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ diễn xuất của Võ Ngọc Tân. Cảm ơn cảm xúc rất là tuyệt vời của Thu Trang với lại Trần Vũ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời Thủy Đu Mặt Trăng. Dạ. Xin mời chị. Bao nhiêu cảm xúc người ta đang dâng trào, em nói cái nó tuột hết trơn. Cái tiểu phẩm của các bạn làm nó cũng đơn sơ mộc mạc nhưng mà nó rất dễ chịu. Nó là một sự tình cờ chạm mặt, mặc dù là giai điệu buồn nhưng người ta cảm thấy cuộc sống này nó quá đáng yêu bởi vì cách hành xử thông minh và có học thức như vậy. Trang á, em lại bị cái biểu diễn của một người ca sĩ, tức là em bị quen nghề nghiệp á, em hiểu không? Thành ra là em hơi quằn quại một chút, hơi tiếc một chút xíu chỗ đó thôi. Còn đối với chị ngày hôm nay thì đây là một tiết mục chị rất là thích luôn. Cảm ơn tụi em nhé. Không biết là chị Tư Cẩm Ly có cùng cảm xúc không ạ? Xin mời chị ạ. Chị có một tí xíu đòi hỏi. Tức là tụi em hát rất là tốt, nhưng ở bài Không Tên cuối cùng chị lại muốn hát ấy, có cái kịch tính một tí xíu, giống như mình, em đang nói, em đang trong nhân vật, giống như mình đang nói chuyện với nhau thì nó sẽ sinh động cái nhân vật của em hơn. Còn em hát như vậy là em hát đẹp, em hát đều thì nó hơi bị tiếc. Cảm ơn tiết mục của Trang Vũ nhiều. Em xin mời đạo diễn Hoài Nhật Nam. Anh hơi phân vân một chút là về cái phần mà cái lời thoại thôi. Chắc là theo trường phái tiểu thuyết ngôn tình hay sao á. Chỗ nào? Cái lời thoại của anh chồng rồi với nhà thiết kế đối thoại nhau cái đoạn đó thì có phần nó hơi... Đúng lịch là nó ngôn tình đó vậy ha. Em, tại vì nếu không thoại kiểu đó mà thoại kiểu sinh hoạt là không ăn vô cái bài này. Đúng nhờ rồi, thoại như vậy mà khi vô cái bài này nó rất là ngọt luôn. Hợp lý. Chứ hợp còn lý. Mà thử mà theo kiểu mà bản năng sinh hoạt là thua. Nếu anh là anh chồng á, là mặc dù ông kia đúng không là người yêu cũ, cho là cho mình vẫn trả không? Luôn vẫn mình lấy vẫn trả móc tiền bóp đúng không? Ra lấy tiền đặt trên bàn có cụp một cái như là dằn mặt tiền hết đây nha, không có còn vương vấn gì hết. Cái đó không, là tại vì cái anh này cư xử đàng hoàng quá mà anh kia nó cái làm đó, gì được cái đó chợ búa quá. Cái đó chợ búa quá. Chứ mà cái đó là sẽ vương vấn nha. Không, cái đó là dành cho những người mà nhiều tiền như em thôi. Chứ còn anh kia là công nhân viên mà. Không, chính xác Nam nói đúng, cái này kiểu ngôn tình nó không có thật ngoài đời lắm. Ngôn tình. Xin được chúc mừng cho tiết mục này. Vỗ tay cho họ một lần nữa. Chúc mừng Trần Vũ và Thu Trang. Ủa? Đâu rồi ta? Rõ ràng thấy mình để ở đây mà ta. Đâu mất tiêu rồi? Kỳ lạ vậy ta? Đâu rồi ta? Bà tìm đôi dép của thằng Luân phải không? Ông thấy chưa? Tôi dặn nó bao nhiêu lần là đi ra ngoài mang đôi dép vô rồi về nhà là để đây nè, đó, để đây. Đó, để thấy mà mang vô. Lỡ mà đi chân không mà đạp đinh rồi miễn chai rồi biết làm sao. Rồi cái đôi dép ông mới đưa tôi đâu rồi? Bà để đây nè. Ông để phải không? Bà để. Ông để. Tôi mà để đây là tôi tìm làm cái gì? Ừ, thì tôi để. Thấy chưa? Ngay từ đầu ông nhận ông để đi tôi đỡ cãi ông. Đó, bây giờ tôi để cái đôi dép bên đây, kế cái lu nước nè, đó. Để về á, nó rửa chân rồi nó mang vô. Ông không có cất nghe không? Lần này nó về ông coi tôi nè, tôi đánh nó mềm xương luôn. Ông không có bên nghe không? Ông mà bên là tôi đánh ông luôn đó. Còn nó lớn rồi, nhắc vợ nó thôi. Bởi vậy người ta nói con hư là tại cha không à. Bà đâu muốn sợ khác đâu. Để tôi dọn cơm cho bà ăn nha. Thôi tôi không ăn cơm đâu. Cho tôi được
được một lần sờ áo mẹ áo bạc bờ dừa, cho tôi được một lần dìu vai mẹ về qua gió mưa. Cho tôi nghe tiếng than ru hơi, cho tôi nghe gió mưa tơi bời. Thời gian cuốn trôi đi rồi, đây lối mòn xưa thuở nào mẹ đưa. Cho tôi về bên đó, đôi mưa chiều đón mẹ ngày thơ. Trên con đường quen thuộc, hàng tre già giờ đây xác xơ. Cho tôi hôn cánh tay khô cằn, cho tôi hôn mái tóc úa vàng. Thổn thức trái tim bao lần, như sóng trùng khơi lòng mẹ thương con. Ngày xưa lên non dắt con theo cùng, qua sông dắt con theo cùng, băng qua gió mưa bão cùng. Ngày nay chân run bước đi trong chiều, gian nan nắng mưa đã nhiều, thương con nhớ con rất nhiều, lòng mẹ càng buồn bấy nhiêu. Mẹ thương, thương con chén cơm chưa đầy, thương con áo xanh vai gầy, thương con heo hon từng ngày. Mẹ ơi, mai kia đến nơi xuôi vàng, con đây biết đâu tìm mẹ, con đây biết đâu đường về, gục đầu bờ vai áo xưa. Dạ, thưa mẹ con mới về. À, trời ơi, đi lâu dữ không? Lại đây con. Dạ. Sao mà đi lâu quá, để mẹ tới. Dạ. Rồi rồi, đưa chân con coi. Dạ. Trời ơi, dặn bao nhiêu lần mang dép vô, qua đây với tôi, qua đây. Dạ, chi vậy mẹ? Ngồi xuống, để mẹ rửa chân cho. Thôi mẹ để con rửa cho. Để tôi làm. Ngày xưa, lên non dắt con theo cùng, băng qua gió mưa bão bùng. Ngày nay chân run bước đi trong chiều, gian nan nắng mưa đã nhiều, thương con nhớ con rất nhiều, lòng mẹ càng buồn bấy nhiêu. Mẹ thương, thương con chén cơm chưa đầy, thương con áo xanh vai gầy, thương con heo hon từng ngày. Mẹ ơi, mai kia đến nơi xuôi vàng, con đây biết đâu tìm mẹ, con đây biết đâu đường về, gục đâu bờ. Và con đường đã sỏi bờ ao, đây câu hò ví dặm người mẹ nghèo làng quê thoáng nào. Đây non sông khắc ghi đá vàng, đây con tim máu xương dân tràn, tình thương nói không nên lời, tan chảy lòng con mẹ yêu dấu ơi. Yêu dấu. Ủa gì mẹ? Yêu dấu mà tôi gửi chân cho rồi không mang dép vô.
con thích mẹ, yêu con thích chân đất mà mẹ. Yêu cái gì mà mẹ yêu thôi, mẹ. Mà đừng có đánh con, con lớn rồi mẹ đánh yêu con mắc gì cỡ mà kỳ cục ha. Thôi mẹ, mà đứng thích lại, mẹ mà đừng đánh con. Mà đừng đánh con. Đứng lại cho tôi coi. Luân ơi. Luân. Trời ơi con tôi. Cái gì mà la ôm sòm vậy? Ngồi dậy. Ăn cơm đi. Mấy món này tôi với thằng Luân thích ăn. Tôi đợi thằng Luân về tôi ăn ông ơi. Rồi thằng Luân nó có nói ông chừng nào nó về không? Ông. Con đó không về nữa đâu. Ông nói gì lạ vậy? Con đã hy sinh rồi. Tôi cấm nghe. Không có nói bậy. Ông nói tầm bậy. Đã 300 rồi. Bà không nhận đó là sự thật sao? Chết thì... chết phải thấy xác ông ơi. Ông nói bậy quá à. Nó mới đứng ở đây đây nè. Tôi mới ôm nó. Tôi mới... vuốt đầu nó rồi nó ôm tôi. Rồi tôi rửa chân cho nó ở đây nữa nè. Ông nói gì kỳ vậy ông? Ông nói vậy mà ông nghe được hả? Con tôi ở đâu mà ông nói nó hy sinh, ông nói nó chết. Con tôi ở đâu mà ông... Nó đây nè. Thằng Luân. Nó đây. Con đây. Bà ngồi đây nha. Luân, con ngồi đây nha. Bà ơi, hôm nay là ngày giỗ của bà. Những món mà bà thích á, tôi nấu để tôi cúng bà đó. Luân ơi, bà không biết cô mất ngày nào. Gia đình mình cùng ăn cơm nha. Đây đón sông khắc ghi đã dài. Đây con tim máu thương dần tràn. Luân con ơi, tình thương nói không nên lời. Bà ơi, tan chảy lòng con. Người yêu dấu ơi.
cảm ơn và chúc mừng hai bạn. Dạ, cháu xin mời chú ạ. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì với sự trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền trong vai người cha, quý vị có thể dành thêm một tràng pháo tay nữa cho nghệ sĩ ưu tú ạ. Cho phép tụi con xin được cảm ơn chú rất là nhiều vì đã tham gia vào cái tiết mục hỗ trợ cho Phương Trinh, Julie và Minh Luân. Cảm ơn bố. Cảm ơn bố. Vô ha. Vô ngã nào giờ? Dạ, ngã nào không được chú. Nhà mình. Nhà mình vô đường này cũng được, chú đi thẳng xuống dưới. Xuống này luôn đi anh. Thì xuống này một luôn lần nữa, một hỗ tay cho nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền. Chúng ta xin được trân trọng kính mời chị Hồng Vân. Tiết mục này ngày hôm nay là Phương Trinh gần như là perfect luôn á. Về hát nè, hôm nay rõ ràng là Trinh hát nhạc Trinh hát hay. Nhạc bolero rất đây hay luôn rồi. Rất ngọt luôn, không còn một cái gì mà nói là đây là một cô bé nhạc trẻ mà cố gắng để mà tập bolero nữa, mà giống như sanh ra để hát bolero vậy đó. Với Luân thì cái tông nó hơi thấp một chút xíu, nhưng mà Luân nhường cho Trinh như vậy thì cũng ok rồi. Cô cảm giác như là Luân nhường hết hay sao á. Trinh diễn cũng rất là hay. Tại vì vậy nè, các bạn đưa ra một cái tình huống nó rất là khó để mà người khác chấp nhận được, nhưng mà bằng cái diễn xuất của mình các bạn đã chinh phục được người ta, và người ta phải bắt buộc phải tin vào cái điều các bạn đưa ra, rồi cộng thêm với sự hỗ trợ của chú Thanh Điền nữa, thành ra là cái tiết mục này nó rất là cảm xúc luôn. Tôi chỉ có một chút xíu là mình tạo cái cú bất ngờ á, là bà vợ mất ở đây nó có một đoạn mà lúc bà vợ té đó, các bạn làm rất hay. Giá mà lúc đó là chú Điền á đừng có đụng vô người Trinh, có nghĩa là chưa kịp đụng là Trinh đã đứng dậy rồi. Đến khi mình lật ngược lại vấn đề là khi mà bà mẹ này mất rồi là người ta thốn liền luôn. Ở đây hồi nãy là cũng đã thốn lắm rồi, nhưng mà giá như cái đó đừng chạm thì người ta sẽ tin hoàn toàn. Hiểu chưa? Chú chưa gì à? Chú vẫn đứng ở dưới. Dạ, mời chú. Cô Hồng Vân nhận xét rất đúng. Nhưng mà ở đây không phải lỗi đạo diễn, không lỗi tại ai hết, mà lỗi tình cảm của tôi đối với người vợ. Cho nên một sự đụng chạm đó là tôi vô ý thức. Lỗi ở tôi. Xin trời ơi. Có đâu bố. Thật ra là ông bố, con rất là cảm ơn bố đã nhiệt tình giúp con. Và con phải giống như nhắc trước á, thì nó sẽ tốt hơn. Lỗi của tụi con. Dạ. Em xin lỗi anh. Cảm ơn chú. Cảm ơn bố. Hộ gia đình thương quá à. Thiệt dễ thương quá. Nhưng mà đạo diễn nội tâm. Đúng như cái câu của trong chuyện Kiều là thác là thể phách, còn là tinh anh. Và có một cái câu lúc Kiều dặn lại với Thúy Vân là em mình á, một ngày mà không còn á thì sẽ như thế nào, thì cổ mới nói là hãy cho cổ một cái chén rượu và giống như đốt cho một cái nén nhang, và thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Từ thuở xưa mà đã có những cái án thơ để thể hiện cái cõi âm dương, cho nên là cái tiết mục vừa rồi nó vẫn khiến cho người xem và riêng tôi nó cũng cảm nhận những cái nỗi bùi ngùi. Trong cái vở kịch vừa rồi thì đầu tiên thì anh cảm thấy là rất là thích và rất là thương Phương Trinh Jolie. Từ một cô gái rất là xinh đẹp, hóa thân thành vai một bà mẹ, gọi là lẩn thẩn và nhớ trước quên sau á, ở chi tiết đôi dép, vẫn rất là dễ thương. Cái câu cuối của Trinh á, thì Trinh hát rất là đủ đầy tình cảm và có cả nước mắt trong đó, nhưng mà nghe vẫn rất rõ. Thì đó là cái điều mà Phương Trinh đã làm được cho tiết mục này. Yeah. Anh lại ngược lại, anh khen luôn. Hết hồn tưởng chê. Hồi trước giờ thường thường á, ba giám khảo này hay quy định á, Luân chỉ hát được nhạc âm hưởng dân ca miền Nam, Nam Bộ. Nhưng hôm nay em hát tiếng Bắc, dù đây là âm hưởng miền Trung. Đó là cái đổi mới của em, đó là anh ghi nhận trước. Tại sao người ta không có soi em về diễn? Nên người ta quy định Luân là một diễn viên, rồi vừa là một ca sĩ, nên người ta sẽ không coi Luân nó diễn hay mức nào nữa, người ta không coi nữa. Anh nói thiệt, nên ta sẽ đổ dồn tập trung vào cho Trinh. Nhưng hai đứa làm cái này là tốt rồi. Tụi em giỏi quá, diễn xuất được các cảm xúc. Dạ, cảm ơn tụi em. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi tiếp theo trên sân khấu của Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng. Với cái phong cách âm nhạc là hò quảng, và để xem Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân xuất hiện như thế nào với một tác phẩm mình dù nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng đã nghe một lần ở trong đời. Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đại, xin mời. Mặt nhìn hai lối khó mong mà thông đường.
Dạ, xin người chỉ giúp giùm cho. Vỗ tay chứ có lệ thôi chị ơi. Này là mình chuyển qua nghề hát không được rồi đó. Thấy chưa, tôi nói rồi, thuê đồ cho lồng lộn để làm gì? Để rồi bây giờ làm không có ra gì, ban tổ chức nói này nói nọ nữa, áp lực lắm. Nhưng mà chị nói cho em nghe, không làm nghề này thì biết làm nghề gì? Thầy có người tin á thì mới có thầy pháp chứ. Yeah. Hôm nay nha, chị nghe á, có một mối sộp lắm. Mối sộp? Em biết cậu Minh Xù không? Cậu Minh Xù? Cậu Minh Xù, con bà dân ù sắm trên kìa. Trước đây nha, cũng được lắm, tóc thẳng băng, mà sao tóc càng ngày càng quăng thò lò à. Đã vậy còn nói nhiều hơn trước nữa. Cậu Minh Xù, em biết nè, cậu Minh Xù là con của bà dân ở xóm trên. Đúng. Trời ơi, mà em nghe nói nha, cái bà này bà giàu lắm luôn á. Bởi vậy nè, cứ nghe nói nghe. Được này nha, mình tập trung mình hốt cú chó nha. Bây giờ em ở đây, ra ngoài em canh, chị đi vô, chị chuẩn bị đồ làm lễ nha. Thấy là kêu vô liền nha. Dạ. Cậu á. Tôi nói cậu á, cậu đi lên đây. Dạ. Rồi dạ. Cậu ngồi xuống đi. Dạ mình ngồi kiểu nào. Bây giờ tôi là thầy. Dạ ngồi. Bây giờ cậu có bị đau tay không? Dạ đã tay. Cậu đau tay không đây nè? Tay này. Cậu đau bụng nữa đúng không? Tụi nhắc xong mới đau luôn á. Bây giờ cậu đau toàn thây luôn đúng không? Dạ đau. Chưa, tôi nói đúng mà. Bây giờ ngồi im ở đây. Dạ. Để tôi thỉnh thầy Tư làm phép trừ tà bắt ma chắc cậu à nha. Dạ con thỉnh thầy Tư à. Dạ bồ. Kể chuyện ở xóm dưới có thằng Minh Xù đi chữa bệnh ở xóm trên nhà cô thầy Tư thầy Pháp.
ngơ ngơ như người mất hồn đâu á. Nè bớ cậu Minh Xù, thầy đã làm phép trấn an định thần, nhưng mà thật ra là cậu không có bị con ma nào nhập hết nha. Ủa gì kỳ thầy? Rồi hồi nãy giờ là con có bệnh không thầy? Thì thầy nói vậy đó. Cái người nhập cậu á là cái người khác. Nè, tôi nói cho cậu nghe nè. Mấy con ma nó nói với hai thầy á, người mà bị nhập á là má của cậu. Trời, tức là bà Dân. Con cậu á là cái người bị dược kia mà thôi. Bởi vậy cho nên bây giờ nếu như mà cậu muốn trị dứt bệnh á là cậu phải mời bà Dân lên đây. Dạ thầy, dạ thầy, dạ thầy. Vậy là bây giờ con không có bệnh đúng không thầy? Mà mẹ con bệnh. Đúng rồi. Trời đất ơi, đợi con về con dắt mẹ con lên liền. Trời ơi. Mời cậu. Mẹ ơi, mẹ ơi, đi mẹ ơi. Mẹ bệnh nặng dữ lắm rồi. Trời ơi, nó xanh mà xanh ra cái áo luôn rồi kìa mẹ ơi. Lên đại đi. Thôi mẹ đừng có nói gì, mẹ lên đây. Bước lên, đó. Trời ơi. Dạ, chào thầy. Dạ. Dạ, chào thầy. Dạ, con dắt, dạ, dắt chào mẹ chào bà tới. Dân. Dạ. Mời bà ngồi. Trời đất. Trời ơi. Tôi mà ngồi được á, tôi chết liền á thầy ơi. Đợi chút xíu. Bà Dân có đợi chút xíu thôi. Dạ. Mẹ ơi, con thấy rồi. Mẹ, đợi con. Đi ra đi. Mẹ tôi để tôi lo. Nè, mẹ. Kỳ quá thầy. Đang khỏe trân trân ở nhà, thằng này nó về nó báo thầy biểu bệnh, cái tôi tới tôi bệnh liền. Trời ơi, mẹ bệnh rồi, mẹ ngồi đi. Trời ơi. Dạ thầy. Dạ. Dạ mẹ em ngồi rồi thầy. Để đảm bảo an toàn tôi sủi chân được không thầy? Chứ để mà tôi ngồi kiểu kia là lãnh đủ luôn á. Dạ. Tùy bà Dân. Dạ. Bây giờ bà Dân cứ yên tâm ngồi ở đây. Dạ. Thành tâm khấn vái là được rồi nha. Dạ. Thưa bà Dân, tôi bắt đầu khiến động à. Sư Tổ Sư Tề Thiên Đại Thánh, Hồng Hà Dương Tiến La Sát Ma Dương. Bà cô, bà ông, chúa tiền, chúa sư, ông tao, ông tiền, nghe tiếng thầy kêu về ăn thịt chúa. Là hời. Oh, nhắc.
chết rồi, chết rồi. Trong tam thập kế dĩ đào chi tụ sách mình chạy chị chạy đi. Ơi mẹ ơi, con mệt quá mẹ ơi. Đứng lại. Trời ơi, con nói với mẹ, thầy Tư, thầy Tư, thầy Tám, hai thầy ra đây. Tôi bảo bao nhiêu lần rồi, hai thầy hành nghề mê tín thầy pháp ở đây. Hai mẹ con đứng đó để tôi xử cái cặp này ra đây. Trân trọng giới thiệu với quý vị, tôi bảo vệ trật tự của thôn Thương Nhớ, xóm Đợi Chờ. Hai cái người này á hả, là hành nghề thầy pháp đến đây là lần thứ mười mấy rồi hả? Hả? Cô có nhớ đi lần thứ mười mấy rồi hả? Thôi, dạ nhiều không, quá không nhớ luôn anh ơi. Tôi đã đề nghị hai cô lên xã viết bản kiểm điểm tại sao lại còn hành nghề. Mà cô có biết là hai cái vị khách ở đây họ là khách VIP đến thăm cái làng này của chúng ta. Mà tôi nói với hai cô rồi, hai cô có khả năng ca hát á, thì thôi giờ bỏ nghề, không hát cải lương được, không hát thầy cúng được, thì giờ mình hát nhạc trẻ, nhạc nhẹ đi. Không chịu nghe, sắm đâu hai cái bộ đồ này, trời đất ơi. Cái chuyện em Út nó còn nhỏ, nó còn gọi là nó chưa có cái ai định hướng cho nó rồi. Thì nó lầm đường lạc lối Thì bây giờ mình nói từ từ nhẹ nhàng thôi, đúng không? Tụi con cứ bình tĩnh, mình làm sai mình sửa đâu có vấn đề gì đâu. Mình đi không đúng đường thì mình đi tìm cái đường đúng mình đi, có gì đâu, đúng không? Nhưng mà, mà qua vừa rồi á, thấy tụi nó ca được. Ca được đúng không? Đúng rồi. Tôi đi về mẹ ơi. Con tôi về nha. Đi về. Rồi, khổ dễ sợ. Tôi nói cho hai cô biết là mai là hôm nay là hai mẹ con là người ta không có kiện cáo, người ta tha đó. Nói chung là hôm nay là một tiết mục hoàn toàn khác luôn á. Trước khi ban giám khảo nhận xét là em thề là em không biết cái chuyện gì đang diễn ra trên sân khấu. Em với chị Vân không biết một cái gì luôn mà lên đây làm như đúng rồi vậy đó. Đây là một cái tiết mục kết của cái đêm thi hôm nay mà nó tạo nên nhiều cái sự bất ngờ cả về cái sắc màu âm nhạc cũng như là về cái đường dây dàn dựng. Cô Nhân hôm nay có những câu câu thoại rất là dễ thương, đúng chất của em nữa. Những cái nhíu mày, những cái nghiêng người hoặc là chỏng mông hoặc là chờ đợi hoặc là những cái tương tác với Nghĩa cũng như là những diễn viên phụ. Thì anh thấy là mọi thứ đều không thừa một chút nào. Chỉ có duy nhất một đoạn mà chị Nghĩa đã cứu em là cái đoạn mà mãi mê hai chị em giật theo cái điệu nhạc, đúng không? Giật theo điệu nhạc sung quá. Cô Nghĩa đã chứng minh cái bản lĩnh sân khấu của mình. Mặc dù cái câu đó không phải là của em phải không? Nhưng mà em, ủa đến cái câu này sao chưa thấy hát ta? Đang giật thì em đưa mic em hát luôn. Em chỉ cần bắt vào một nửa câu thôi thì Nhân đã nhớ và bắt vào kịp. Có một cái chi tiết ở trong cái đoạn vừa rồi không phải là cố ý đâu, mà một sự vô tình, đó là lúc mà quăng cái tấm lụa xuống thì tấm lụa rớt ngay trên đầu ông kia lắc lư và quăng ra cái mặt rất là bực tức. Đó thì đó cũng là một chi tiết đắt giá, nó tạo nên cái sự hài hước cho cái tiết mục này. Nói chung là Phòng Trà Nội Tâm rất là mong muốn là được tuyển hai em, nhưng mà nghĩ hai em không đủ nội tâm, hai em quá sức quậy tối nay cho nên không tuyển. Hôm nay cái tiết mục này nó có mang đến cái cảm xúc gì cho mẹ không? Trong lần này cô thấy là Thiện Nhân có phần nổi trội hơn Công Nghĩa. Thiện Nhân diễn rất chi tiết và cô khen Thiện Nhân, con càng ngày con càng bộc lộ được rất nhiều những cái mà từ đó giờ con chưa dám bộc lộ, cố gắng nữa nha. Trời ơi, có khi nào mà xong cái này cái tự dưng cái con qua bên kịch luôn không trời? Thật sự là cảm ơn chị Vân với Xù rất là nhiều, đem lại một cái tiết mục thật sự là thú vị. Phần nhận xét là của ban giám khảo nói hết rồi. Lời cuối cùng, tôi muốn cảm ơn ban nhạc đánh một bài hát quá khó. Một tràng pháo tay cho ban nhạc ghê hùng. Đi vô đi hai đứa. Quý vị thân mến, vậy là tối ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến từ bốn cặp đôi với sự trình diễn rất là công phu và tuyệt vời của họ, đúng không ạ? Bây giờ sẽ là cái khoảnh khắc hồi hộp nhất, chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả. Trước khi đó, hãy cùng nhau gặp gỡ lại bốn cặp đôi trong đêm nay. Xin mời! Xin mời quay trở lại sân khấu, cặp đôi Như Thùy, Tạ Đình Nguyên, cặp đôi Trần Vũ, Thu Trang, Minh Luân và Phương Trinh, Jolie, Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Xin mời bốn cặp. Và bây giờ thì cặp đôi nào của chúng ta sẽ nhận được điểm số cao nhất của ban giám khảo trong tối ngày hôm nay? Hãy cùng nhau công bố kết quả tối nay của bốn cặp đôi. Thưa quý vị, với tổng số điểm 38,5 điểm thì cặp đôi của chúng ta đang ở vị trí thứ tư. Đó chính là cặp đôi Như Thùy và Tạ Đình Nguyên. Chúc mừng các bạn. Cặp đôi tiếp theo đạt được 39 điểm. Chúng tôi xin chúc mừng. Đó chính là
cả ba cặp đôi của chúng ta, Trần Vũ, Tu Trang, Minh Luân, Phương Trinh, Jolly và Cao Công Nghĩa, Thị Nhân. Wow. Chúng tôi xin nói thêm với các bạn là cái điểm số này không có loại và nó sẽ được cộng dồn cho đêm tiếp theo. Có nghĩa là các bạn của chúng ta không có chênh lệch nhau là bao nhiêu cả. Cái đêm tiếp theo sẽ là cái đêm quyết định việc đi tiếp hay là dừng lại của các bạn. Và bây giờ, giải thưởng 20 triệu đồng của chúng tôi đang sẵn sàng để trao cho cặp đôi xuất sắc nhất đêm nay, gây ấn tượng mạnh nhất. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sẽ là người đưa ra quyết định. Sau khi mà hội ý với tất cả mọi người trong ban giám khảo thì ngày hôm nay thực sự là một cái đêm mà các bạn cặp nào cũng tạo ấn tượng, rất là ấn tượng. Mỗi người một vẻ, các bạn có ba cái màu ấn tượng khác nhau. Tuy nhiên thì mình chỉ có một giải thưởng thôi. Thì trong ba cặp này thì có một cặp các bạn đã đạt được tròn trịa nhất trong đêm nay. Do đó là ban giám khảo quyết định là trao cái giải ấn tượng này cho cặp của Trần Vũ và Thu Trang. Xin chúc mừng cặp đôi Trần Vũ và Thu Trang. Và chúng tôi xin mời bốn vị giám khảo chúng ta cùng bước lên sân khấu để trao giải thưởng này. Quý vị thân mến, và là tối ngày hôm nay chúng ta đã tìm được cặp đôi ấn tượng nhất trong đêm. Xin được chúc mừng cho cặp đôi Trần Vũ và Thu Trang. Kính thưa quý vị, chương trình tập sau của chúng tôi sẽ là một đêm thi bán kết với nhiều kịch tính hấp dẫn. Còn bây giờ, Minh Sơn và Nguyễn Khang xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng 2019 đã đến giai đoạn căng thẳng nhất, vòng bán kết. Bốn cặp đôi ưu tú nhất sẽ phải tung hết khả năng để giành lấy chiếc vé vào đêm chung kết. Tôi nói chịu không nổi, cười từ đầu đập bàn rầm rầm rầm. Như trong một cái vở nhạc kịch không thừa chỗ nào luôn. Cô đâu biết nói gì hơn ngoài con số 10 tròn trĩnh thôi. Giấc ngủ chưa tròn, mẹ bỏ con đi. Gối lạnh chân mòn, mẹ bỏ con đi. Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Anh ơi em à. Xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Cẩm Ly. Đó. Xin được chào đón ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Xin mời. Và ngay bây giờ, hãy cùng chờ đón cặp đôi đầu tiên. We'll be right back.
lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nào xoa tóc ngồi bên giềng, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay trắng tay. Trời đông ngại gió lùa vai gầy, lầu kiến trăng về không lối chiếu, gã cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi. Trinh Hương, hát tiếng giờ dậy giữa mùa đông giá,
biết ông rơi lửa máu tim tôi tuôn tràn. Dương Lâm! Chị Nương! Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mây sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt anh rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiến ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xõa bên rèm, lâu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Lâu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi. Yến Khai xin mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục Câu chuyện Hồ Ly. Tiết mục dàn dựng rất là đẹp và công phu, giống như một cái cảnh giới thần tiên nào đó. Trong cái phần dàn dựng này thì anh thích hai em Minh Luân với Phương Trinh Jolie ở cái điểm đó là cái tuyến diễn rất là nhiều và phải giằng xé rồi quăng quật rồi di chuyển rồi đu bay lên, tức là phải có người để đẩy Trinh lên xuống rất là nhiều. Nhưng mà cái phần mà các em hát nó vẫn chuyển tải, nó vẫn có cái phần nào đó ổn định. Thực sự với tiết mục này á, thì cho đến thời điểm này, đến cái vòng này rồi, thì các bạn có thể chứng minh cho mọi người biết là các bạn là một cặp đôi vàng ở trong chương trình gọi là Tuyệt Đỉnh Song Ca này. Mỗi một cái tiết mục của các bạn đều có một cái màu sắc rất là riêng đem đến cho người xem. Đầu tiên là mãn nhãn, thứ hai là vấn đề về cảm xúc, truyền đến cảm xúc đó. Cái thứ ba nó là một cái tiết mục giải trí rất là đáng yêu. Riêng với tiết mục này thì là một cái màu rất là lạ lùng, rất là lạ lùng, phối hợp bởi hai cái bài hát Tuyết Hồng và Về Đâu Mái Tóc Người Thương này. Chả ai nghĩ là các bạn dùng cái câu chuyện dân gian mà về cái hồ ly tinh này để mà tả cái hai bài hát này, mashup nó vô. Cho nên là nó là một cái gì đó rất ấn tượng và rất là lạ trong cái bài hát này, các bạn đã đem đến cho cảm xúc của người xem. Đó là cảm giác của tôi. Xin được cảm ơn chị Hồng Vân. Dạ. Nói chung là một cái màu sắc rất là lưu trai chí dị, đúng không? Ngồi phía dưới em có nói với anh Khang, không biết sao lại lựa chọn hai bài này để làm chung với nhau, nhưng mà chắc chắn là các bạn cũng có lý do của mình đúng không ạ? Thế nhưng không biết là với cái bài Tuyết Hồng này có gợi nhớ điều gì với chị Tư Cẩm Ly không ạ? Xin mời chị ạ. Thực sự là khi mà bắt đầu vô cái câu hát á, có một chút bùi ngùi. Thiệt sự là nhớ, yeah. nhớ cái thời gian mà quay cái bài đó. Và bài đó rất là thích luôn, cực lắm. Từ trên Đà Lạt mà về tới Sài Gòn này vẫn còn quay nữa mà. Rồi nhớ luôn cả anh Trường của tôi nữa. Anh Trường của tôi là đặt cổ trang khen chứ không có cửa với anh Trường đâu nha. Anh Trường cổ trang là đẹp nhất đó. Về với mái tóc và tất cả cái gương mặt của Trường cổ trang rất là đẹp. Thật sự là nó gợi nhớ Ly rất. Ly phải công nhận là Ly dám khẳng định là về cổ trang mà về là làm tóc, về làm mặt là Trường là cái gương mặt sáng và đẹp nhất trong tất cả mọi người ca sĩ. Ly dám khẳng định như vậy luôn, rất đẹp. Cho nên cái bài hát khi mà nó cất lên nó gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm. Ở trong đây Ly muốn nói tới cái bài này á, là thứ nhất là cẩn thận, giống như là Trinh thì về cái váy nè, em bị cái váy, và Luân là bị đôi giày, nó hạn chế mình. Tụi em rất là loạn choạng, của Trinh quá dài, tuy rằng em không mang guốc, em cho em đi dễ mà em vẫn loạn choạng lúc chỗ này, chị thấy nó quấn cái chân em luôn. Còn Luân á
thì một phần là do nó rộng, một phần mình không phải dân chuyên của cải lương, mình không có mang cái đế đúp đó được đâu, mà cái đế đúp nó đã làm mút, nó rất dễ bị trật cái sơ mi chân của mình. Cho nên những cái đó nó cũng thuộc phần, nó ảnh hưởng tới cái phần diễn của mình, nó loạn choạng. Ở đây thì về cốt truyện, tất cả mọi thứ diễn thì chị không có bàn, nhưng mà về hát thì chị, nó cái bài cái nhất là bài Về Đâu Mới Thấp Người Thương nó không được ổn cho lắm. Có lẽ là cái này tụi em cũng ít có hát cái dòng này nữa. Một phần phần đầu luân vào cái câu đầu nó cũng hơi bị cái vấn đề, nó chưa đã, nhưng mà cái bài Tuyết Hồng thì nó ok hơn. Đó đó là một vài góp ý của chị. Nếu mà được vào chung kết thì không biết là diễn mấy bài ta? Vào chung kết là diễn một bài hay hai bài? Một bài hát không và một bài được dàn dựng. À, tức có nghĩa là hai bài. Ủa giờ đương nhiên được vào chung kết hả? Không, em nói nếu mà, em nói chữ nếu được vào chung kết. Thì Trinh từ đầu chương trình tới bây giờ em cũng đã hy sinh rất là nhiều rồi. Cũng lại để một bài cho nhan sắc của mình nó lộng lẫy lên, để người ta thấy cái sự sắc đẹp của mình nha ha. Ha, ok dạ, ha. Nếu như được may mắn và em sẽ cố gắng hết sức giống như chị nói. Anh thì có hai bài mà. Hai bài mà. Thí dụ có hai bài để em diễn thì cho một cái cho anh Nam, anh thấy là nhan sắc của em nó lộng lẫy. Gì hả? Ờ. Sexy, một bài để hát đủ. Không à. Một bài là hát không là phải làm đẹp rồi. Yes. Và đó chính là cái điều xảy ra trong tương lai. Nhưng tối ngày hôm nay vỗ tay thật lớn cho họ vì đã có một cái tiết mục rất là công phu và đẹp mắt trên sân khấu. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, có lẽ là một điều rất là đặc biệt khi mà các thí sinh vào những cái vòng tiếp theo, họ luôn luôn biến hóa rất là khôn lường, bởi vì họ sẽ hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Hồi xưa đi học em có nhớ một cái tác phẩm của Nam Cao mà rất là đặc biệt mà anh em mình luôn luôn được học khi thi băng không? Thật sự ra Nam Cao có rất là nhiều tác phẩm nha. Nhưng mà nhớ hoài luôn là cái Làng Vũ Đại. Đúng rồi, cái lò gạch đó đúng không? Chính xác là cái lò gạch. Tại đây có một câu chuyện tình dường như là ở trong văn học thì mới lột tả được những cái cảm xúc đó. Đúng rồi. Rất là chân thật. Hôm nay tại cái sân khấu này có luôn cái ụ rơm, cái lò gạch luôn. Có cái nồi cháo hành không? Có luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi là cái cặp đôi mà có thể gọi là nhan sắc sắc nước hương trời này, họ sẽ kể câu chuyện của mình như thế nào. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ Chí Phèo với Thị Nở 2019 với sự hóa thân của Như Thùy và Đinh Nguyên. Say trời đất cũng say, ta đi vì những buồn phiền, ta buồn ta chán sự đời, vì đời bạc tựa như vôi. Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên, quanh ta có mạnh trăng hiền, ta ôm lòng đất vào tim, say trong giấc ngủ cho quên đi kiếp làm người. Tình đưa vào biển khơi, sóng nào cướp tận tay tôi. Lẻ loi nhìn phút người vui, nỗi sầu này ai có hay. Ôi chân thế khổ đau, tình trước tình sau, biết tình nào đến bạc đầu. Ta biết ta đã già nên người đã vội bỏ ta. Đêm nay rượu ít mà say, hay say vì yêu lòng người. Ta cầu mong kiếp sau này được làm có dãi sánh ngủ.
sợ vì lúc ngày hôm nay em sẽ đấu một lời chào hành siêu to khổng lồ. Các chị em ra phụ em một tay với nào, nhanh nào. Ô, không lên nhạc à? Cho em tí nhạc nè. Nở đây cũng có cái giá của nở nhá. Này còn giá à, đây đây. Mày mà chọn ra bát nào là bát cháo hành của nở nấu thì tối nay mới được. Được gì? Mày được gì? Được ăn hành đấy. Chọn đi. Đúng nở rồi. Mùi của nở còn hơi hơn cả mùi hành. Ghét ghê. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời trong ngóng trong năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử. À, thật á? Em đến bên anh thật tuyệt.
tuyệt vời. Dẫu sang người yêu của em đứng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như em chiều trôi lời cho người đau môi. Em ở đâu anh tìm chắc xa, trong đám đông như người thật thà. Cần giàu sang người yêu của em đứng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như em chiều trôi lời cho người đầu môi. Em ở đâu anh tìm chẳng ra, trong đám đông như người thật thà. Hồi nãy chị Ly chỉ coi em nấu cháo rồi xong rồi chị coi em diễn ở dưới mà thấy chị Ly chị bất ngờ, chị không ngờ đúng không chị Ly? Tao nói chịu không nổi cười từ đầu đập bàn rầm rầm rầm. Ghê lắm luôn thầy ơi, em thả thính em ngoáy trầu em làm trời ơi ớn chị đậu luôn. Mà thiệt tình là Nguyên cũng hết hết biết luôn. Nguyên đâu kém đâu. Không, kẻ tám lạng người nửa cân. Quá thiệt vời, giống như bữa mà vào cái vai mà Trư Bát Giới đó. Giống như trời sanh ra là để vào những cái vai như thế này đó. Ôi giời, anh nham nhở thế nhỉ. Với lại chị khen á, chị khen với, em luôn. Với lại có một cái á là thật sự là khen là diễn rồi nhưng mà hát á thì hôm nay cũng tội nghiệp. Thì cũng phải bẻ giọng ghê. Bẻ giọng quá trời. Tức là phải phá cái giọng ra bẻ ẹo ẹt rồi làm kia kiểu đó, tức là em phải phá giọng. Còn Nguyên á con cũng giỏi. Con hát cái kiểu mà kiểu người say á, con hát cái nhịp nó tà lè, tức là con phải gấp chỗ này con chấp chỗ kia mà nó cũng vẫn vô nhịp, vậy là cũng giữ được là cũng hay lắm đó. Nói chung hôm nay cô thấy rất là thú vị với tiết mục này. Thật sự. Dạ, dạ. Cô Ly cô đã nói vậy rồi, dạ. Giờ khen cũng bằng thừa thôi đúng không? Nhưng mà thực sự là Từ Sơn chúng ta gặp nhau phải nói một vài câu nhỉ? Đây vẫn nói đây. Đấy vẫn nói đây. Từ Sơn. Thực sự là gì nè, tụi con diễn á mà cô tưởng tượng á, tức là cô tưởng tượng ha. Lạng Thùy nó có mùi hành thiệt. Còn Nguyên á là người con mà đứng kế bên con là nghe mùi rượu. Cái hay của tụi con là ở chỗ đó. Đó, thành ra là cô đâu biết nói gì hơn nữa, là ngoài con số 10 tròn trĩnh thôi. Chưa về được một miếng của con số rồi đúng không? Chưa, quan trọng hơn hết là anh Hoài Nhật Nam nè. Coi ảnh nhận xét làm sao, ảnh soi kỹ lắm đó nha. Thùy thì không phải bàn cãi rồi, những cái động tác múa hay là những cái chi tiết rất nhỏ, đúng, những cái gọi là những cái thái độ và những cái động tác của cổ là như trong một cái vở nhạc kịch á, không thừa chỗ nào luôn. Và khi mà cái điệu nhạc bebop vào là bắt đầu nở thì nhảy bebop kiểu nở để xích lại gần Chí Phèo, còn Chí Phèo cũng nhảy bebop theo kiểu say rượu. Tức là rất rất là đáng yêu cả cái cặp đôi này. Và hôm nay thì đã chứng tỏ được tài năng diễn xuất bên cạnh cái khả năng hát của Tạ Đình Nguyên rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai anh. Dẫn trai nữa vô. Cảm ơn nhá, về nhá. Về nhá. Ừ, về ấy đi nhá. Gửi thư thiệp nhá. Sao không vào buổi rơm đi đâu ấy? Buổi rơm kìa. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, khi mà viết những ca khúc hoặc là kể những câu chuyện về tình mẹ thì nó luôn luôn chạm đến cái cảm xúc của người nghe đúng không? Em là chỉ cần nhắc về mẹ thôi là thấy bồi hồi rồi. Tại vì em không có sống chung với gia đình, cho nên là em rất là khát khao có những cái sự yêu thương đến từ mẹ và cả bố nữa, và cả mọi người trong gia đình nữa. Cho nên là ngày hôm nay tiết mục tiếp theo là một ca khúc được truyền tải bởi cảm xúc của mẹ con ha. Đúng rồi, và cái cảm xúc ấy sẽ được nâng niu, được kể cho chúng ta qua phần thể hiện của một câu chuyện bởi một cặp đôi mà luôn luôn biết tạo ra cái sự bất ngờ trong phần thể hiện của mình. Wow, xin được giới thiệu đối với tất cả quý vị, tiết mục được trình diễn bởi Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa ngay bây giờ. Xin mời.
Về ngoan, nín đi, có mệnh đây rồi mà. Nín đi nha. Ngoan. Nín đi, khóc hoài vậy. Đứng dậy đi. Đi ra đi, mẹ tôi muốn lấy bạn khóc đâu, bạn đi đi. Quỷ à, trời muốn chết rồi. Cái kẹp con đâu rồi cô? Xin lỗi, gọi đầu chưa kịp cột tóc thôi mà. Chị Ly, em kiếm được cái kẹp của em rồi. Trời ơi, coi nè, búp bê ai thảy ngoài đây vậy, khổ ghê nơi luôn vậy đó. Thiệt tình. Ê, lầu hai, bơi có cái áo dài mà có lòng rớt nó kéo lên. Ngày mai cho con nhỏ nó có cái đi học nè. Hư đốn hả? Thiệt à. Rồi xong luôn. Con, sao cơm không ăn vậy? Dì hai nấu cơm ngon lắm á. Nè, có con búp bê chơi cũng quăng ra ngoài, nó thiệt tình luôn á. Ăn cơm đi. Trời đất ơi, rồi coi đó. Nhà tao thùi, không thấy chị Ly chứ sợ hả? Mở cửa sổ ra nha con. Mở ra cho nó sáng. Má ơi, cho hú hồn cái gì vậy? Ôi, đâu mở cửa. Rồi, con nói nghe nè. Tối thui tối thùi hà, mở ra cho không khí nó thoáng đãng con ha. Ha, mở nha, mở vào đây ha. Mà con có thích? Rồi, không thích. Má hai đừng có mở. Rồi, không mở. Má hai mà mở, con thương má hai nữa. Rồi. Con mang đồ ăn má hai đâu. Má hai đi ra ngoài đi. Trời ơi, thiệt luôn á. Rồi, từ từ mới đi. Khổ ghê nơi cái con nhỏ này, thiệt tình à. Vì sao tôi buồn? Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm. Để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Chân đi lượn trong cuộc đời, lời mẹ hiền dù con nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo đường, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Con ngoan nào. Mẹ đi đâu? Bây giờ mẹ mới về thăm con.
Con quên hả? Mẹ là cô giáo, mẹ phải đi dạy. Mẹ suốt ngày chỉ biết lo cho học sinh của mẹ thôi, mẹ không có thương con vậy đó. Bậy nè, sao con lại nói như vậy? Mẹ không thương con á, thì còn thương ai? Mẹ thương con, mà mẹ bỏ con đi hoài à. Con ghét cái cảm giác không có mẹ bên cạnh lắm. Nhân à, nếu như một ngày không có mẹ ở bên cạnh nữa thì con phải làm sao? Con không biết. Nhưng mà sao hôm nay mẹ hỏi con vậy? Mẹ... Mẹ đi đâu? Mẹ... Con muốn biết mẹ đi đâu. Mẹ nói con biết được. Nghĩa! Mẹ. Trời ơi! Chị hai! Sao, chị sao bây giờ em còn ở đây nữa? Em ơi, em cứ nấn na như vậy hoài á thì em đang hại con em đó. Má hại nó mày! Mẹ thương con, mẹ không có hại con. Bé Nhân, không được hỗn với chị hai con. Chị hai à, chị biết là em chỉ có mỗi một mình con bé Nhân thôi. Em không yên tâm khi để nó ở lại một mình đâu chị hai. Chị biết, nhưng mà em cũng phải biết chấp nhận một sự thật. Không chị hai. Mẹ, sự thật gì vậy mẹ? Không có gì đâu con. Má hai. Chị ơi, em lại chị. Sự thật gì vậy má hai? Chị hai. Sự thật là mẹ của con đã mất rồi. Mẹ con mất rồi Nhân à. Trong một buổi chiều mưa đi dạy về, mẹ con đã gặp tai nạn giao thông, đã mất cách đây một tháng rồi Nhân ơi. Không, mẹ con còn sống. Mẹ, mẹ ơi, con chịu đâu. Em thấy chưa Nghĩa? Em thấy con em chưa Nghĩa? Liệu em có thanh thản ra đây không khi con em nó cứ như vậy hoài hả Nghĩa? Em coi đi, tối ngày nó cứ thơ thơ thẩn thẩn tự nhốt mình trong cái căn phòng này, thậm chí cửa sổ nó cũng không cho chị mở ra đi nhìn ra ngoài. Em cứ nấn ná ở lại với con hoài là em hại nó. Em nhìn nó coi, nó càng xanh xao tiều tụy. Em không đi hả? Em ở lại đúng không? Em ở lại là em muốn con Nhân nó chết theo em mới vừa lòng xong kìa. Em yên tâm đi, còn chị mà, chị là chị của em, là dì của con bé Nhân, chị sẵn sàng nuôi nấng thương yêu dạy dỗ nó, xem bé Nhân như con ruột của mình mà. Đi đi em, đi đi, chị xin em, chị la em ơi, đi đi mà. Mẹ bỏ con đi, đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi, đường mơ. Mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Trong khi con nằm, mẹ bỏ con đi. Trong khi con ngồi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa hoạn nạn.
giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ con đi, gối lạnh chăn mòn mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vàng mây xưa, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vàng mây xa. Mẹ bỏ con đi. Mẹ, mấy con này là ai vậy mẹ? Mấy con tới đây là làm gì vậy mẹ? Mấy con này, họ là những người mẹ đã ra đi. Họ đến đây để đưa mẹ về cùng với thế giới của họ. Không, con muốn mẹ ở đây với con đi mà. Các chị ơi, các chị ơi, các chị, cho em xin ở lại với con em thêm một ngày nữa có được không? Má ơi, xin cho mẹ lại với con một ngày nữa nè má ơi. Không được đâu con ạ. Nghĩa à, thời gian của em đã hết rồi. Sự thật vẫn là sự thật. Em càng nâng ná là con em nó càng bị bệnh thêm. Nghe chị, em đi đi. Khi ở trên cao, em vẫn có thể dõi theo và phù hộ cho con em mà. Nghe chị, đi nghe Nghĩa. Nhân à. Dạ mẹ. Từ nay con và dì hai ở lại phải biết chăm sóc lẫn nhau con nha. Dạ. Như vậy thì mẹ mới ra đi yên lòng được. Ooh.
một tiết mục rất là cảm động. Xin cảm ơn cặp đôi Cao Công Nghĩa Thị Nhân, cảm ơn diễn viên Hồng Trang rất là nhiều. Cảm ơn. Có lẽ là mọi người cũng đang chìm ngập trong cái cảm xúc rất là xúc động với ca khúc vừa rồi. Mình có công mài sắc có ngày nên kim ha con ha, Hai Nhân ha. Đây là một cái tiết mục dàn dựng nó rất là công phu, nó rất là hồi hộp, nó rất là hấp dẫn. Những cái yếu tố nó làm cho người ta cứ phải cuốn vô để xem câu chuyện nó như thế nào. Tại sao đưa được cái yếu tố kinh dị vô trong cái bài này? Lý do nó là tính cách của cái cô bé này. Khi mà cô bị mất mẹ, cô gần như trở thành một em bé bị tự kỷ, bị gọi là chỉ sống mà không có mở ra, khép kín như vậy. Cho nên là tất cả những cái gì xung quanh em bé này nó đều là đáng sợ cả. Cuộc sống này nó đáng sợ khi mà không có mẹ. Cái tiểu phẩm dàn dựng này nó là như thế. Nó hay một, nhưng mà các bạn làm lên nó hay 10. Cái đó là thực sự mỗi một lần một cái câu thoại của bé Thiện Nhân á, thoại lên là tôi bị giống như là không thể nào kềm được nước mắt. Cảm ơn con. Tôi sự tin là không chỉ riêng chị Hồng Vân đâu, chị Tư Cẩm Ly và hai giám khảo còn lại cũng như tất cả quý vị khán giả ở đây cũng rất là bồi hồi đúng không ạ? Khi mà xem cái tác phẩm này. Thế ngay bây giờ không biết chị Tư có tâm sự gì không ạ? Tôi nghĩ là chắc mà ai xem cái bài, cái tác phẩm này chắc cũng có cảm giác rất là nhiều. Nó nói chung là khi mà nó vào bài mà nó cuốn mình thì phải nói là Ly cảm thấy rất là ngập thở. Có lẽ là cái cảm xúc nó đẩy mạnh là cái diễn xuất của ba người. Tất cả mọi người đều vào cái vai của mình tròn cực kỳ luôn. Cảm xúc nó dâng lên rất nhiều trong tiết mục này. Mà đặc biệt chị khen về hát, về diễn, về tất cả tròn vai. Kịch cái ca khúc này, kịch bản, tất cả mọi dựng. Thứ tụi em làm rất là tốt. Khen xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Anh chia sẻ về tiết mục này à? Em góp ý em đừng khóc nữa nha, cho tụi chị. Em không khóc đâu. Em mà khóc là chị em, khóc theo nữa em đó. Em không khóc đâu. Em rất là mạnh mẽ. Em thôi, không có bao giờ khóc đâu. Em chỉ khóc nhớ thôi. Nhầm rồi. Em chỉ khóc khi mà trên đó đang diễn em lén lén em lấy cái tay em quẹt thôi. Mùi kia sao bay vào mắt làm khóe mi rưng rưng đến nghẹn ngào. Bây giờ cho em nói tiếp nha. Em nói nha. Đi. Ừ. Phải cười nha, vừa cười và nhận xét đi. Mà không nhận xét buồn nữa nha. Ừ. Tức là cái tiết mục vừa rồi có cái hay đó là đã đưa cái người xem được trải nghiệm đến những cái cảm giác nó rất là khác so với những cái tiết mục trước. Hầu như là những cái điểm mà của Nhân á, về mặt diễn xuất thì hôm nay đã rất tốt rồi. Những cái đài từ, cách em nói, những chuyển biến của một cái tâm trạng của một cái đứa trẻ ấy, em có rất nhiều những cái phân khúc khác nhau thể hiện những cái tâm trạng, chuyển biến nhân vật. Và cái đài từ của em và cái câu nói của em á, thực sự là lay động đến trái tim luôn. Và cái vai người mẹ cũng vậy. Cái câu thoại mà xin cho người mẹ đó một ngày á, đúng là nó quá đau đớn luôn. Cái ước vọng của một cái người mẹ sẽ là theo con đến cuối cuộc đời luôn, đến khi mình nhắm mắt xuôi tay. Nhưng mà đúng là cái câu đó, một cái câu thoại rất là đắt giá, như một cái giọt nước mà nó làm vỡ oa, nó tràn trề những cái tình cảm đong đầy trước đó. Cái điều nữa anh nghĩ là cái dàn dựng trong cả bài hát và cái mạch câu chuyện đó là người mẹ đã đi, ra đi và giống như một sự siêu thoát á, một cái niềm vui ngậm cười của cái người mẹ. Lúc mình ra xem đi, mình cũng cảm giác nó nhẹ nhàng. Không có khóc nữa. Đã nói bây giờ chuyển qua vui đi mà. Đừng có khóc cảm nữa. Ơn hai bạn có một cái tiết mục rất là tuyệt vời ngày hôm nay với nhiều cung bậc cảm xúc khiến cho ban giám khảo rất là xúc động phía dưới ạ. Thưa quý vị, cặp đôi tiếp theo trên sân khấu của chúng ta sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về Liêu Trai Chí Dị. Em có thích coi phim kiểu mà người thường mà yêu tiên giới hay là kiểu người thường mà yêu những cái người yêu tinh á? Yêu tinh á, em thích không? Em không có thích nhưng mà em rất là phái. Phái đúng không ạ? Tại vì em thấy là cái cổ trang nó rất là hay luôn á. Mà hy vọng rằng là với cái Liêu Trai Chí Dị ở trên sân khấu của chương trình Cặp Đôi Vàng tuần này cũng sẽ tạo ra được sự hấp dẫn đối với tất cả quý vị khán giả. Thế thì còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi bước vào một khu rừng. Nơi đó sẽ là một cái câu chuyện. Ừ. Không phải, cái đó là hả? Chuyện kinh dị. À, dạ. Chuyện kinh dị giữa người yêu ma quỷ. Em quên, Liêu Trai Chí Dị chứ không phải là chuyện kinh dị. Đúng rồi, đúng rồi. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ngay sau đây, Trân Vũ và Thu Trang. Ừ.
nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn Chúa thương yêu, xin đưa vào giữa. Sao lòng vẫn chờ từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ. Nào nước rơi xa, không thể thiếu những cánh buồm. Áng mây trên đầu, không thể ngừng trôi. Còn đâu biển dương gian khi úa tan mặt trời, bình minh khó lên ngôi khi không còn đêm tối. Nơi sông sâu không thể thiếu những suối nguồn, vắng anh trên đời. Don't
xa ngày mai. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ. Sẽ. Câu chuyện về Hoa Tiên và chàng thư sinh chỉ vì đem lòng cãi lại quy định của tiên giới và cuối cùng phải chịu một cái kết cuộc, đó chính là Hoa Tiên đã phải lìa đời. Không hẹn mà gặp là chúng ta hai lần chúng ta thấy những cái câu chuyện về tình yêu đúng không? Mà mấy anh là toàn kiểu mà vì cái sắc đẹp đó xong rồi dụ dụ người ta, xong rồi cái cuối cùng cái người ta cãi tiên, người ta xuống phàm trần hết. Thù thấy hôm nay Hoa Tiên đẹp không? Tươi mà, rất là xinh luôn á. Và em đặc biệt em thích âm nhạc của cái bài Không Thể Và Có Thể quá. Lâu lắm rồi mới nghe lại cái bài hát này. Và ngày hôm nay đúng thật là rất là nội lực. Cái giọng ca của cặp vợ chồng này thì luôn luôn làm cho tất cả quý vị khán giả hài lòng với cái phần bè phối. Minh Khang xin phép mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Ngày hôm nay chúng ta có hai tiết mục, nó trùng lập về hình thức cũng giống như về nội dung, mà rất là vô tình. Nhưng mà tự nhiên nó vô một đêm bán kết, thành ra là nó bị uổng. Nó bị uổng, nếu mà tách hai tiết mục này ra, chia ra các đêm khác thì nó sẽ thú vị. Thực ra thì với cái câu chuyện của Minh Luân á, với lại Jolie Phương Trinh á, thì nó rành rọt hơn. Còn cái này của mình thì tức là nó chỉ là tải trong một cái ca khúc để mình hát và mình khoe cái chất giọng của mình, cái nội lực chất giọng của mình thôi. Đó, mỗi một cái bài nó có một cái mạnh và một cái chưa mạnh. Đó là hai cái tiết mục này nó như vậy. Với cái bài đầu á thì dường như là hai bạn chưa có mạnh bằng cái bài sau, tức là nó hơi bị hụt so với bản thân mình, chứ không phải là hụt với ai, không có so sánh với ai, so với bản thân mình thôi. Cái bài thứ hai á thì cái nó cao á, trường độ nó cao thì các bạn khoe được cái giọng hát mạnh khỏe mạnh của mình. Nhưng mà cái bài đầu thì nó hơi bị chông chênh, nó giống như là cặp của Minh Luân với Phương Trinh vậy đó. Và nếu mà để cho điểm á thì là cái điểm của hai bạn thì tôi chấm là bằng nhau. Là tại vì một bên nó thì hát, một bên nó thì cốt truyện. Đó, một bên mạnh về hát, một bên mạnh về cốt truyện. Cho nên thành ra hai tiết mục này bằng nhau. Xin cảm ơn giám khảo Hồng Vân rất nhiều ạ. Còn chị Tư Cẩm Ly thì sao ạ? Mời chị. Đúng là cái cảm nhận của chị đối với cái bài Cỏ Úa vẫn không bằng Không Thể Và Có Thể. Với lại đặc biệt là cái câu vào đầu của Vũ trong bài Cỏ Úa, nó bị giống như chị Vân nói, giống như là nó chưa có hết cái lực của em. Thì đúng là hôm nay thì rõ ràng là cái bài Không Thể Và Có Thể nó vào đây, nó giúp cho em rất là nhiều. Cái đó là nói về phần hát. Còn về ở đây á, hôm nay có cái phần mà hóa trang em lúc mà đứng ở trên á, và hoa, rồi cái bông ở đây, rồi cặp mắt gắn cái lông mi, rồi tất cả ở xung quanh, và nó có những cái nhánh hoa xuống cái màu hồng á, đẹp. Ở dưới đây chị nhìn lên rất rất là đẹp luôn á. Mà chị đẹp chị có tích tắc tí xíu rồi cái già háp luôn vậy luôn. Tàn phai trơn. Mê trai. Mê trai dưới phàm trần quá. Ông hưng cho một phát xong cái tóc bạc luôn. Dạ. Xin mời đạo diễn Minh Vi. Cái này tụi em thiếu một cái khai từ á chị. Cái khai từ? Thiếu một cái khai từ nhẹ thôi. Giá như tụi em đọc một cái câu thơ nào đó đầu, hoặc là cái có cái gì dẫn người ta nhẹ vào. Con này tụi em bị dẫn câu chuyện vội quá. Với cái thứ hai là lỗi lớn nhất của hai chồng luôn, trang phục và đầu tóc. Khi Vũ bận bộ đồ này vô đổi cái tóc, em rớt cái tóc chụp em không biết làm xử lý nó như thế nào luôn. Giống em đi, giống như em đang bận độ tay á. Thì như vậy là ít nhất cái hình ảnh của mình người ta sẽ bị phân vân giữa hai, ủa đang là nhân vật hay là đang như thế nào đó. Và cái câu chuyện tải nó không có cái khai từ, nó không có cái nội dung, nên người ta phải đoán, người ta đoán cuối cùng là như thế nào. Nhờ bạn Khang khéo lắm nha, đi lên là cuối cùng Hoa Tiên đã gì đó, là bạn Khang giúp tụi em đó. Cái đó là Khang giúp, mà không biết có đòi hỏi không, mình biết đó, giúp rất khéo, giúp là trấn cho tụi em này, giám khảo là như vậy luôn.
Về phần hát rất ổn, chỉ bị chút xíu cái phần dàn dựng thôi, hiểu không? Dàn dựng mình đang bị cái bộ đồ làm khó hai tụi em, chứ hát không có vấn đề gì hết. Rồi, chúc mừng tiết mục hai bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Một lần nữa xin được chúc mừng Trần Vũ và Thu Trang. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thưa quý vị, ngay lúc này đây chúng ta sẽ cùng đến với ba cặp đôi sẽ bước tiếp vào vòng chung kết. Nguyễn Khang cùng với Minh Xù xin mời quay trở lại sân khấu bốn cặp đôi của đêm nay. Như thường lệ, mỗi đêm thi chúng ta đều có một giải thưởng dành cho cặp đôi ấn tượng. Và không biết là ngay bây giờ thì ban giám khảo đã thống nhất cặp đôi nào sẽ nhận được giải thưởng này trong đêm nay chưa ạ? Xin mời ạ. Trong đêm diễn tối ngày hôm nay là một cái đêm cũng khá là quan trọng khi mà chúng ta phải chia tay nhau. Và dĩ nhiên là về chất lượng trình diễn của các cặp đôi đều đã được ghi nhận. Và trong 4 tiết mục thì ban giám khảo cũng đã hội ý và sẽ trao giải ấn tượng cho tiết mục đã thể hiện cái sự kết đôi của cả hai thành viên trong một đội đông đầy cảm xúc cho tất cả các khán giả. Và đó là tiết mục của thí sinh Nhân Nghĩa và Thùy Nguyên. Wow, vậy tối nay chúng ta đã có cặp đôi Cao Công Nghĩa, Thị Nhân và Như Thùy, Tạ Đình Nguy. Mời hai cặp đôi chúng ta cùng bước lên phía trước để nhận giải thưởng này. Rất là vui với giải thưởng này rồi, nhưng sự hồi hộp bắt đầu gần kề. Bởi vì chúng ta đã trải qua đêm thi bán kết với tổng số điểm của các bạn như thế nào, tối đêm nay chúng ta sẽ có một sự quyết định chung cuộc của ban giám khảo. Và cặp đôi nào, dạ không biết là Minh Luân có chia sẻ gì ạ? Xin phép bốn vị giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả là trước khi công bố số điểm của hai đêm, tức là đêm trước và đêm nay, thì cho Minh Luân xin được có một cái ý kiến. Khi mà thông qua bạn diễn của mình đó là Phương Trinh thì cũng được sự đồng ý của Trinh, cho nên là Minh Luân xin được mạn phép xin ban tổ chức cũng như là bốn vị giám khảo và tất cả quý vị khán giả là cho Minh Luân và Phương Trinh xin được phép dừng ở đây. Bởi vì giữa Minh Luân và Phương Trinh thật ra là anh em không có chuyện gì cả. Tức là anh em vẫn là đồng nghiệp, vẫn là anh em, mà vẫn là những người mà đã cùng vai sát cánh với nhau từ phim ảnh cho đến là sân khấu này. Chúng ta mãi mãi vẫn là như thế. Chắc là Phương Trinh cũng nói vài lời được không? Em xin cảm ơn công ty Sen Vàng, cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều vì nhờ chương trình này em đã trưởng thành hơn, nhận được những cái lời góp ý của cô chú, của anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Cảm ơn ban tổ chức cũng như là bốn vị giám khảo, hai MC dễ thương nữa. Rất mong là lần này sẽ được sự chấp nhận của ban tổ chức cũng như là ban giám khảo. Chúng tôi cũng cảm ơn các bạn, nhưng tuy nhiên quyết định vẫn thuộc về bốn vị giám khảo. Chính vì vậy chúng tôi xin mời đại diện một vị giám khảo sẽ đưa ra quyết định của mình. Có đồng ý cho cặp đôi này dừng lại không? Hay là chúng ta sẽ dựa theo số điểm để lựa chọn cặp đôi đi tiếp? Xin mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Bây giờ vậy, thực ra là cái tâm nguyện của Trinh với Luân là tôi rất hiểu. Cái điều các bạn muốn nhất vẫn là để đem đến những cái tiết mục hay nhất cho khán giả và cho chương trình tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng. Đó là một cái điều tôi thấy đó là hợp lý. Rất là hợp lý. Bởi vì thực ra nếu mình không cán đáng nổi cái thời gian để mà mình có thể đầu tư cho nó thì mình sẽ nhường cái cơ hội đó cho các cặp khác để tạo cho cái chương trình của mình nó hay đó và nó có chất lượng. Chính vì vậy mà tôi đồng ý cái việc mà để cho Luân với lại Trinh rút. Và tôi cũng đề nghị luôn là nếu như thế rồi thì thôi, ngày hôm nay coi như chúng ta không cần thiết phải công bố điểm, mà hãy để ba cặp chúng ta bước vào đêm chung kết giống như một tờ giấy tinh khôi từ đầu. Có nghĩa là các bạn sẽ tự vẽ, tự chép trong cái đêm chung kết của mình hình hài nhân dáng ra làm sao thì nó sẽ hiện cái điểm số ngày hôm đó. Và rất mong là ba cặp còn lại của chúng ta sẽ làm nên những cái tác phẩm thiệt là hay, thiệt là xuất sắc, thiệt là đẹp trong đêm chung kết tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng.
Thay mặt ban giám khảo thì tôi rất là cảm ơn Minh Luân và Phương Trinh. Trong thời gian vừa qua, 11 số qua, các bạn đã đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho chúng tôi cũng như là cho tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng ba cặp đôi sẽ có mặt trong đêm chung kết Tuyệt Đỉnh Song Ca cặp đôi vàng. Xin chúc mừng Trần Vũ, Thu Trang. Chúc mừng Cao Công Nghĩa, Thiện Nhân, Như Thùy, Tạ Đình Nguyên. Và cặp đôi thứ tư sẽ có mặt trong đêm chung kết, Về Đây Em. Chắc chắn rồi. Chúng tôi xin mời bốn vị giám khảo chúng ta cùng lên sân khấu để gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này. Và chúng ta cũng sẽ gửi tặng hai bó hoa tươi thắm để chia tay cặp đôi Phương Trinh Jolie và Minh Luân.